Hello cả nhà. Hiện tại bây giờ Duy Đỗ đang ở thành phố Tiền Giang và Duy Đỗ đang đứng trên đường Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản, khu vực này là phường 7 thành phố Mỹ Tho quý vị. Duy Đỗ cũng đã từng nghe được tất cả các kênh, các clip từng giới thiệu về hủ tiếu Mỹ Tho. Thì hôm nay lần đầu tiên Duy Đỗ đến quán hủ tiếu Mỹ Tho. Thì quán này là nằm ở trên đường Trần Quốc Toản số 10 ha. Và số điện thoại thì có đây. Thì cái bảng logo là để đằng trước là quán hủ tiếu Mỹ Tho Thúy Loan quý vị. Thì trước giờ thì các bạn cũng biết Mỹ Tho nức tiếng là nổi tiếng về hủ tiếu. Thì để hôm nay Duy sẽ dẫn dắt các bạn đến quán hủ tiếu Mỹ Tho Thúy Loan. Thì Duy đến gần để cho các bạn xem cái cách người ta trưng bày và cái cách người ta nấu hủ tiếu như thế nào, mà tại sao nổi tiếng nhiều nhất. Tất cả các kênh cũng hay đến đây để review. Chẳng hạn nhiều rồi Duy cũng biết là kênh của Calamen là của anh Vũ Điền á, của HTV đó. Mà các bạn xem ha, ở đây là cái khu người ta sinh hoạt, nó rất sạch sẽ và đẹp. Ở đây xem hủ tiếu thì gồm những cái gì ha. Con tôm bự chà bá lửa đó các bạn. Và cái thau thịt hầm rất ngon, rất đẹp. Các cô sinh hoạt rất là kỹ lưỡng ha, đeo bao tay rõ ràng ha. Và đây cái thau giò hầm các bạn, rất ngon. Thì tôi Duy cũng muốn nói với các bạn rằng là khi chúng ta đi phượt, đi du lịch đến một cái thành phố xa lạ nào đó, thì cái đầu tiên mà chúng ta tìm chọn là nơi ăn uống. Ăn uống như thế nào cho nó hợp lý, và ăn uống như thế nào cho nó sạch sẽ, cũng như giá cả phải chăng. Thì hủ tiếu Mỹ Tho rất là nổi tiếng. Thì không phải là chỉ đến đây Duy mới nói là nổi tiếng. Lúc ban đầu thì chưa đến đây là Duy đã cũng biết các kênh, các clip họ cũng chia sẻ về cái quán hủ tiếu Thúy Loan này. Thì Duy lần đầu tiên, nhưng mà Duy đã dùng rồi, Duy cảm nhận được cái nước súp ở đây người ta nấu rất ngon và rất ngọt, thịt là rất mềm, nhất là con tôm. Tôm ở đây là tôm tươi quý vị, ăn thịt rất dai, cứng và ngon. Các anh các chị chiều chiều cũng đến đây ha. Có nhiều thực khách họ từ phương xa tới, họ đi xe 16 chỗ ngồi, họ đến đây họ cũng dùng, họ cũng chọn cho mình một chỗ ngồi và chọn cho mình một tô hủ tiếu. Thì đó là cái kết quả của chúng ta biết được chất lượng mua bán ở đây và chất lượng thực phẩm ở đây người ta làm ngon như thế nào. Bây giờ Duy sẽ xin phép được trò chuyện với bác chủ quán. Dạ. Đồng nghiệp cô chủ cũng đang làm việc. Xin lỗi, chào em. Em làm như vậy thì bắt đầu mấy giờ mình mới sinh hoạt ra bán vậy? Dạ, sáng thì má dậy sớm, khuya thì dậy nấu nước lèo rồi, nhưng mà 5 giờ là quán em mở cửa. Bán từ 5 giờ sáng tới 1 giờ tối luôn. Nguyên liệu mình chọn như thế nào để cho một tô hủ tiếu rồi ngon và ngọt? Không, hầm xương ống thì nọ rồi, xương ống để tôm khô mực rồi á. Hầm xương nhiều thì nấu nước lèo sẽ ngọt. Quán mình sinh hoạt hôm nay được bao nhiêu năm rồi? Trên 60 năm. Wow, trên 60 năm rồi các bạn. Tại sao người ta kinh doanh mua bán lâu như vậy mà quán vẫn đông khách, quán vẫn nổi tiếng, nức tiếng? Thì đó là nổi lên là chất lượng. Rồi, cảm ơn em ha. Thì anh xin review cái con đường mà muốn đến thành phố Mỹ Tho để tìm ra quán này như thế nào. Vậy cũng sữa bắp đi ha. Đây phía trước là đường Trần Quốc Toản ha. Mình xin hỏi cô địa phương ở đây. Dạ. Cô ơi, cô cho con hỏi được không, cái bùng binh này gọi là bùng binh gì cô? Đó cái bùng binh cây xăng. Bùng binh cây xăng. Rồi cái hướng này thí dụ như ở Sài Gòn người ta đi xuống cái bùng binh này đi hướng nào cô? Đi ra ngoài vườn hoa Lạc Hồng đó, vườn hoa Lạc Hồng rồi đang đi qua bên sông. Qua sông chơi bển á, là đi du lịch chơi bển á. Ở thành phố bất cứ đâu xuống là đi qua, dạ. Đậu bên đây
Dạ. Ở đây là mình là phường 4. À, có nghĩa rằng là từ Sài Gòn đi xuống ngã ba Trung Lương. Rồi ngã ba Trung Lương đi vào đây đi bằng cách nào cô? Thì tới ngã ba Trung Lương chạy thẳng xuống đây, dạ. Đi ngã nào cũng được. Đi xuống chợ gạo cũng được, mà Gò Công cũng được. Dạ. Và muốn ghé ghé vườn qua thì đi cái đường này. Dạ. Ở cái bồng bên này. Còn mình đi, nếu mà đi xuống chợ gạo á, tới đường xanh đường đỏ bên kia. Dạ. Chạy thẳng xuống đi hoài tới Gò Công với chợ gạo. Dạ. Đó bây giờ cô cô là người địa phương. Cô nãy giờ cô nói để cho các bạn biết rằng là nếu chúng ta từ Sài Gòn xuống, chúng ta xuống ngay quán hủ tiếu Thí Loan này. Hủ tiếu Thí Loan Mỹ Tho ha. Cô hỏi nè, đi vòng vòng vài không biết. Đó. Đâu đó. Thì đây là những thực khách người ta cũng đang dùng đây. Mà Duy cũng nhiều lúc Duy cũng muốn làm liều và hỏi một thực khách nào xem coi họ cảm nghĩ họ ăn hủ tiếu này như thế nào. Để Duy hỏi cái anh mặc áo đỏ bên trong đi. Thấy không biết anh dùng chưa xong chưa. Ở đây có anh chị cũng đang dùng. Dạ em chào anh chị. Em có thể xin một phút làm phiền anh chị nha. Dạ. Anh chị ở đâu đến đây dùng hủ tiếu à? Dạ. Cũng địa phương này. Cái địa phương. Dạ, anh chắc thường xuyên đến đây ha. Dạ. Anh thấy quán ở đây nấu ăn chất lượng ngon anh ha. Dạ, ngon mới ghé. Không ngon không ghé. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em cũng lần đầu tiên thôi nhưng mà em ăn em thấy rất ngon. Nước súp rất ngọt và thịt rất mềm hết anh ha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nhiều ha. Chúc anh chị ngon miệng nha. Rồi Duy cảm ơn các bạn ha. Thì sự thật thì mình cũng không có thời gian để nói nhiều về quán hủ tiếu này. Là bởi vì các xã, các kênh, các clip trước giờ họ cũng nói nhiều rồi. Thì Duy chỉ có một thời gian ngắn 5-7 phút Duy chia sẻ cho các bạn đường đi. Và để chọn một cái con đường nào mà từ Sài Gòn chúng ta đến đây chúng ta tìm ra quán này dễ. Thì bây giờ Duy trước khi chia tay quán hủ tiếu Thủy Loan, Duy cảm ơn các bạn đã ủng hộ Duy, clip của Duy thời gian qua. Và Duy xin mến chúc các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Và Duy xin tạm biệt là bye các bạn ha. Bye các bạn.